Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vị Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Ngoại trưởng Ukraine và Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine thăm tòa thánh. Lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria thu hút hàng triệu người đến đền thánh Mexico City. Đức Tổng giám mục Ukraine cáo buộc Nga tra tấn các linh mục bị giam giữ. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Ngoại trưởng Ukraine và Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine thăm tòa thánh. Như chúng tôi đã tường trình, Đức Thánh Cha Francisco đã bật khóc khi đề cập đến Ukraine trong lời cầu nguyện cùng Đức Mẹ hôm thứ Năm 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ vô nhiệm nguyên tội. Đến quảng trường Tây Ban Nha lúc 15:47, Đức Thánh Cha Francisco, Đức Thị trưởng Roma Roberto Gaudia và Đức Hồng Y Tổng đại diện Angelo De Donatis chào đón. Ngài đã chống gậy bước đến khu vực tượng đài Đức Mẹ vô nhiệm nguyên tội sau khi làm phép lặng hoa hồng trắng lớn, lắng nghe các bài kinh cầu Đức Trinh Nữ do ca đoàn của giáo phận Roma xướng lên. Ngài nhắc nhớ rằng rất nhiều vòng hoa được nhiều người dân đặt bày tỏ tình yêu và lòng tôn kính Đức Mẹ, đứng luôn theo dõi tất cả chúng con và là đứng thấy và chào đón cả những bông hoa vô hình, là biết bao lời khẩn cầu, biết bao lời van xin thầm lặng, đôi khi nức nở lặng lẽ dành cho mẹ. Sau 2 năm con đến để bày tỏ lòng tôn kính mẹ một mình vào lúc bình minh. Hôm nay con trở lại với mẹ cùng với dân Thánh Chúa và những người của thành phố này, và con mang đến với mẹ lời cảm ơn và lời cầu xin của tất cả con cái của mẹ gần xa. Rồi giọng của Đức Thánh Cha bắt đầu rung lên khi Ngài đề cập đến sự đau khổ của người Ukraine. Ngài nói, con muốn mang đến cho mẹ lời cảm ơn của người dân Ukraine. Sau đó, Đức Thánh Cha Francisco không thể tiếp tục trong khoảng 30 giây và bắt đầu run rẩy. Người ta thấy Đức Thánh Cha Francisco đã khóc. Đám đông, trong đó có thị trưởng Rome Roberto Gaudier, đã vỗ tay khi họ nhận ra Ngài không thể nói và thấy Ngài khóc. Khi có thể tiếp tục cầu nguyện trở lại, giọng Đức Thánh Cha khàn đi. Ngài nói tiếp, người dân Ukraine tiếp tục cầu xin cho hòa bình mà chúng con đã cầu xin Chúa từ lâu. Con muốn trình bày với mẹ những lời cầu xin của trẻ em, người già, cha mẹ và những người trẻ tuổi của vùng đất tự đạo đó, nơi đang chịu đựng rất nhiều đau khổ. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine ông Andriy Yermak đã thăm tòa thánh để cảm ơn Đức Thánh Cha đã ủng hộ người dân Ukraine. Nói chuyện với các phóng viên báo chí, ông nói, sự thật đáng buồn là chưa đến lúc hòa giải. Bình luận về những lời của Vladimir Putin rằng, cuối cùng một thỏa thuận không thể tránh khỏi để chấm dứt xung đột sẽ phải xảy ra. Ông Kuleba nói rằng, ông tin rằng bản thân Putin chưa muốn thương thảo. Nếu ông ta muốn hòa bình, đừng gửi hỏa tiễn hàng tuần để phá hủy cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Đừng tiếp tục cử binh lính đi chiếm các thành phố của chúng tôi. Đừng sáp nhập các lãnh thổ thuộc về người khác. Ông cũng nói với các nhà báo rằng, chính phủ Ukraine đánh giá cao về vai trò có thể có trong tương lai của Vatican trong thỏa thuận hòa bình cuối cùng. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng, tòa thánh hay bất kỳ nhà nước nào đừng nói rằng, nếu họ giúp một việc gì đó, họ phải trung lập để không làm người Nga sợ hãi. Chúng tôi không chấp nhận điều này. Hãy nhớ rằng, Nga là kẻ xâm lược và Ukraine là nạn nhân. Chúng tôi không thể bị đặt ngang hàng, nếu không sẽ tạo ra thông điệp sai lầm. Như thế, cả hai đều phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến. Xin cũng đừng khăng khăng khái niệm huynh đệ. Chúng tôi không phải là anh em, như trong trường hợp Cain và Abel. Họ đã vi phạm tất cả luật lệ của Thiên Chúa trong lãnh thổ của chúng tôi. Ông cũng lưu ý rằng, chỉ vài giờ trước đó, các cuộc không kích của Nga vào Ukraine vẫn tiếp tục. Kyiv tuyên bố đã bắn hạ 10 trong số 15 máy bay không người lái Kamikaze
được phóng vào Odessa, Kherson và Mykolaiv trong đêm. Lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria thu hút hàng triệu người đến đền Thánh Mexico City. Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe là một trong những địa điểm tôn giáo được yêu thích và viếng thăm nhiều nhất trên thế giới. Với mái hình lều hình tròn có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm và một lịch sử linh thiêng mà mỗi năm thu hút hàng triệu khách hành hương gần xa đến với nó. Địa điểm này nằm trên đỉnh đồi ở thành phố Mexico. Đầu tháng 12 là thời điểm bận rộn nhất, khi những người hành hương đổ về trước ngày 12 tháng 12, ngày lễ kính Đức Mẹ Guadalupe. Đối với các tín hữu Công giáo, ngày này là ngày kỷ niệm một trong nhiều lần hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria, được chứng kiến bởi một người đàn ông bản địa Mễ Tây Cơ tên là Juan Diego vào năm 1531. Đại dịch COVID-19 đã làm giảm số lượng người hành hương vào năm 2020. Năm ngoái, ngay cả khi vẫn còn một số hạn chế, số người tham dự các lễ kỷ niệm vào tháng 12 đã tăng lên ít nhất 3.5 triệu người, theo các quan chức địa phương. Con số lớn hơn được mong đợi trong năm nay. Đối với nhiều người hành hương, hành trình đến địa điểm này là một biểu hiện của lòng biết ơn đối với những phép lạ mà họ tin rằng Đức Trinh Nữ đã mang đến cho cuộc sống của họ. Xung quanh Vương cung Thánh đường, một số người thắp nến cầu nguyện trong im lặng. Một số quỳ xuống và khóc. Những người khác ôm tượng Đức Mẹ trên tay khi họ nhận phép lành của một linh mục. Trong số những người hành hương lần đầu năm nay, có Yamilet Fuente, người đã bước vào Vương cung Thánh đường với chiếc khăn màu vàng được trang trí bằng hình ảnh Đức Mẹ Guadalupe. Fuente, người đã đi du lịch một mình đến thành phố Mexico từ nhà của cô ở El Salvador, nói rằng cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm 2014 và đã được hồi phục sau khi cầu nguyện với Đức Trinh Nữ. Khi cô ngỏ ý muốn đi hành hương, chồng và hai con của cô đã khuyến khích cô. Tôi đã yêu Đức Trinh Nữ cả đời, tôi thậm chí đã từng mơ về Đức Mẹ, Fuente nói. Con gái tôi tên là Alexandra Guadalupe vì nó cũng là một phép lạ mà Đức Trinh Nữ đã ban cho tôi. Cô nói, cả cuộc đời tôi tràn ngập những phép lạ từ Chúa và Đức Trinh Nữ Maria. Bạn có thể viết một cuốn sách về tất cả những gì Đức Mẹ đã làm cho tôi. Đức Tổng Giám mục Ukraine cáo buộc Nga tra tấn các linh mục bị giam giữ. Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk nói rằng hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế từ Berdyansk đã bị đánh đập tàn tệ để buộc nhận tội. Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk thuộc Giáo hội Công giáo Ukraine Nghi lễ Đông Phương đang cáo buộc Nga tra tấn hai linh mục bị giam giữ vào cuối tháng 11. Trước đó, Ngài đã lên án việc bắt giữ hai linh mục từ thị trấn Berdyansk do Nga xâm lược với tội danh khủng bố. Alicia trước đây đã đưa tin về vụ bắt giữ hai linh mục của nhà thờ Chúa Giáng sinh của Đức Trinh Nữ Maria là hai cha Ivan Levitsky và cha Bogdan Helena, cha sở và cha phó nhà thờ. Cả hai cha đã bị bắt và bị buộc tội sở hữu vũ khí và chất nổ. Hơn nữa, các lực lượng Nga tuyên bố họ đã tìm thấy các tài liệu khủng bố liên quan đến hai linh mục. Ngay sau khi họ bị bắt, Đức cha Stepan Meniok của Giáo hội Công giáo Ukraine Nghi lễ Đông Phương đã lên án việc giam giữ là vô căn cứ và bất hợp pháp. Vị bản quyền nói rằng cả cha Levitsky và cha Heleta đã thi hành chức vụ hơn 3 năm qua tại đây và chỉ công bố lời bình an. Đức cha Meniok gợi ý rằng những người Nga đã bắt giữ các linh mục dựa trên các bằng chứng ngụy tạo. Ngài lưu ý rằng cả hai linh mục đều đang bị giam giữ khi cuộc khám xét được tiến hành, để lại nhiều cơ hội cho các tài liệu và vũ khí được dàn dựng. Ngài viết, vào thời điểm khám xét nhà thờ, nhà xứ liền kề và cơ sở kỹ thuật của giáo xứ, cả hai linh mục đều đã bị giam giữ. Điều đó có nghĩa là các ngài không thể kiểm soát những cơ sở này, cũng như các hành động của lực lượng vệ binh quốc gia của Nga theo bất kỳ cách nào. Bây giờ, cơ quan truyền thông The Tablet báo cáo rằng Đức Tổng Giám mục Svetchuk đã tuyên bố rằng cha Levitsky và cha Heleta
đã bị người Nga tra tấn không thương tiếc trong nỗ lực buộc tội. Đức Tổng giám mục đã so sánh các chiến thuật hiện đại của Nga với những chiến thuật được sử dụng bởi các chế độ cộng sản của Liên Xô. Theo các phương pháp đàn áp cổ điển của chủ nghĩa Stalin, họ chỉ đơn giản là buộc các ngài phải thú nhận một tội ác mà họ không phạm phải. Đức Tổng giám mục nói, ngài nói thêm, họ không có tội, họ là linh mục của Chúa Kitô, họ chỉ có tội là yêu thương dân của họ, giáo hội và dân Chúa. Theo The Tablet, các vụ bắt giữ bị nghi ngờ là sự trừng phạt đối với các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà thờ vẫn liên kết với Thượng phụ Mạc Tư Khoa sau cuộc xâm lược của Nga. Chính phủ Ukraine gần đây đã đặt ra các hạn chế đối với các nhà thờ và tu viện liên kết với Nga, đồng thời tiến hành các cuộc đột kích vào tài sản của họ. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hành tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.